Vận may. Ta phải đi công chuyện một chuyến. Con ở nhà ngoan ngoãn, coi nhà cẩn thận nhé. Đừng nghịch ngợm gì nghe chưa? Vâng ạ, con sẽ coi nhà thật cẩn thận. Thầy yên tâm. Ta đi đây. Con chào thầy. Thầy đi vắng. Tất cả chỗ này đều do mình cai quản. Ôi, hãy biến thành chiếc bánh. Úp ba la. Ôi, chiếc bình quý của thầy vỡ mất rồi. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Thầy sẽ không tha cho mình. Phải dọn ngay không thầy về thì chết. À, đau quá. Sao mình lại đen đuổi thế này không biết. Mấy ngày nay mình xui xẻo quá. Rồi suốt ngày bị thầy mắng nữa. Mình phải tìm trong sổ phép thuật xem có thể làm gì để mình may mắn được không. Đây đúng là thứ mình đang cần tìm. Có nó, mình sẽ được may mắn suốt đời. Ở đây không có loại cỏ này. Mình đi nơi khác vậy. Rừng rộng lớn thế này thì biết tìm ở đâu bây giờ nhỉ? Một vườn chuối. Trông ngon quá. Mình cũng đói rồi. Phải làm vài quả lót bụng rồi đi tiếp vậy. No quá. Giờ mình phải đi tìm cỏ may mắn tiếp thôi. Thôi chết rồi. Tờ giấy có hình cỏ may mắn đâu rồi nhỉ? Nó rơi ở đâu được nhỉ? May quá, nó kia rồi. Ôi, mày bay đi đâu thế? Hả? Rơi xuống nước mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Giờ chỉ có cỏ may mắn mới cứu được mình thôi. Mình phải tìm bằng được nó. Tờ giấy kia rồi. Mình sắp lấy được nó. Ôi, có ai không? Cứu với. Khỉ con ơi. Gì thế này? Khỉ con lại làm loạn rồi. Nó đâu rồi không biết. Chắc sợ bị trách phạt nên lại trốn rồi chăng? Khỉ con làm sao thế này? Thầy, con xin lỗi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Con đi tìm loại cỏ may mắn, rồi ngã xuống suối. Thật may là con cố trèo được vào bờ, không thì giờ đã không thể gặp lại thầy. Cỏ may mắn ư? Con làm hỏng chiếc bình quý của thầy. Con lại thấy trong sách phép thuật có nói về loài cỏ có thể đem lại may mắn. Nên con đã đi tìm. Hy vọng con sẽ không bị thầy trách phạt, cũng không bao giờ gặp xui xẻo nữa. Vậy sao? Con có biết chỉ vì cỏ may mắn mà con suýt chết không? Thế thì sao có thể gọi là cỏ may mắn được nếu con không nghịch ngợm, không đánh vỡ bình của ta? Con đã không phải đi tìm cỏ may mắn mà gặp xui xẻo như vậy. Vận may nằm ở chính bản thân, ở sự cố gắng của chúng ta. Con có hiểu không? Con hiểu rồi thầy ạ. Được rồi, giờ chúng ta về nhà nhé. Con cần phải nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng. Ăn trộm của trời. Sao cái số tôi cứ nghèo khổ suốt thế này? Mùa vụ năm nay đúng là bội thu.
Tề gia. Chẳng lẽ lại là nhà của thằng Tề đầy tớ đây sao? Tề đầy tớ, mau ra đây. Ai mà vào nhà của ta lại còn dám nói sằng bậy nữa. Ôi, đúng là Tề rồi. Anh đổi đời từ bao giờ thế? Tôi là quất ở làng bên, ngày xưa chuyên đi câu cá cùng anh đi mà. Ồ hờ, hóa ra là anh. Anh đến đây có việc gì vậy? Tôi đi qua nên ghé vào. Mà anh có bí quyết gì mà đổi đời nhanh thế? Hãy chia sẻ cho người bạn này với. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là khéo ăn trộm thôi. Cái gì? Ăn trộm sao? Thoạt đầu tôi ăn trộm 1 năm thì đủ dùng, 2 năm thì thừa ăn, 3 năm thì giàu. Tưởng gì chứ chuyện đó là nghề của tôi rồi. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Học tập cha Tề, lần này ta làm bụng mẻ, tha hồ ăn cả tuần. Kẻ nào dám trộm gà của ta? Quân ăn trộm, lười lao động, quân kẻ cướp. Tình nghĩa ngày xưa mà anh dám lừa tôi. Để tôi đi ăn trộm gà bị người ta đánh cho ra nông nổi này. Tôi chưa nói xong mà anh đã vội đi. Lối ăn trộm của anh như thế thì chết rồi. Này, tôi bảo anh cho rõ, trời có thời tiết, đất có hoa lợi, anh phải tận dụng sự thuận hòa mưa nắng và những sản vật của non sông, trồng lúa, xây nhà. Nếu ăn trộm những thứ của trời đất thì chẳng tai vạ gì cả. Anh lười nhác, muốn ăn sẵn của người, bị đánh là phải lắm, anh còn trách ai nữa. Hóa ra không phải những người giàu chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ sao? Sao mình đã tìm học nhiều bậc tôn sư như vậy rồi mà không thấy bản thân hơn lên được là bao? Tiểu Cát, có chuyện gì thế sư huynh? Sáng nay đi chợ, huynh nghe người ta nói trên núi Nam Sơn có một vị cao tăng đắc đạo, có thể giải đáp mọi vấn đề trong cuộc sống. Thật vậy sao? Thế thì đệ sẽ lên núi một chuyến xem thế nào. Ừ, chúc đệ may mắn. Để ý kiến được bậc cao tăng, những bậc đá này sẽ không là gì cả. Thưa bác, huynh tôi nghe nói đến một vị cao tăng đắc đạo trên núi này. Ngài đang ở đâu? Hình dung tướng mạo thế nào? Bác có thể chỉ giáo cho tôi đôi điều được không? Trên núi quả là có một vị cao tăng đắc đạo, nhưng tôi không biết chính xác là ở chỗ nào, bởi ngài thường đi khắp nơi. Có người nói ngài Phật quang chiếu sáng, diện mạo thanh tú. Có người nói ngài che giấu mặt mũi, không để người khác nhìn thấy. Vì vậy, không ai có thể nói chính xác được. Cảm ơn bác. Chàng trai, làm ơn cho và xin ít nước. Dạ khát quá. Vâng, cháu có nước đây, mời ông. Ông uống mau đi. Trời đất, ông dùng cái bát nứt thế thì lấy đâu nước mà uống? Trần đời thấy ông là có một. Có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ. Con người đáng thương kia ơi, cậu đi tầm sư học đạo, biểu hiện rất khiêm nhường, nhưng lời nói của cậu với người khác như vậy có hợp tâm ý cậu không? Mà một khi đã không hợp thì những thành ý đâu còn nữa. Thành ý đã không còn thì tâm xuất hiện những lỗ hổng rất lớn, làm cậu đi mãi mà không bao giờ tìm được lời giải. Trời, những lời ông lão nói không giống lời của một ông lão ăn xin chút nào. Những ẩn ý sâu xa trong đó khiến mình ngộ ra nhiều điều. Phải chăng ông ấy là vị cao tăng mình đang tìm?
Đại sư có phải chính là vị cao tăng mà tiểu nhân đang muốn kiếm tìm bấy lâu không? Đại sư, đại sư! Nếu cậu không kịp thời khóa lấp đi những lỗ hổng ấy, thì những thứ tốt đẹp trong tâm hồn sẽ rò rỉ hết dần. Hãy nhớ lấy, hỡi chàng trai. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!